Chào các bạn, hôm nay 2MyApp chính thức cho ra mắt tool nuôi Facebook kết hợp cùng 2MyApp giúp các bạn nuôi hàng ngàn tài khoản Facebook trên cùng một máy tính và các tài khoản với những thông tin máy khác nhau. Hiện tại 2MyApp có chính sách dùng thử miễn phí 1 tháng dành cho mọi khách hàng đã thanh toán gói 2MyApp bất kỳ. Vui lòng liên hệ đội ngũ support để được nhận hỗ trợ. Tool hiện tại chỉ dùng được với 2MyApp phiên bản 2.0.56 trở lên. Nếu các bạn đang sử dụng phiên bản cũ hơn, vui lòng tải bản mới về để trải nghiệm. Tool nuôi Facebook hiện tại của 2MyApp cũng tương tự một số tool trên thị trường hiện tại, giúp mọi người sử dụng một cách dễ dàng nhất. Ban đầu các bạn không cần tạo từng profile riêng trên Facebook, mà chỉ cần nhập các thông tin via Facebook tại đây. Thông tin via gồm tên ID, mật khẩu và 2FA. Các bạn ấn thêm để tạo folder quản lý mới cho các tài khoản mới này rồi đặt tên thư mục. Cuối cùng các bạn chọn thêm ở phía dưới để hoàn tất thêm tài khoản vào tool. Các bạn vào cấu hình chung để tùy chọn chạy bao nhiêu tài khoản cùng một lúc. Các bạn điền số luồng tại đây tương ứng với số tài khoản chạy cùng một lúc. Ví dụ hiện tại tôi điền thông tin 24 tài khoản, muốn chạy 12 tài khoản cùng một lúc thì tôi điền số 12. Ở dưới là thông tin task phụ chạy ẩn, thường sẽ điền tương tự số bên trên và ở đây là số 12. Nếu số bạn thay khác với số mặc định thì các bạn chọn lưu, còn không thay đổi gì thì bạn có thể chọn đóng để thoát màn hình này. Tiếp theo đến cấu hình tương tác, ở đây các bạn chú ý phần kịch bản chạy cho các tài khoản. Có một số kịch bản có sẵn, các bạn chọn quản lý kịch bản để thấy các kịch bản như tương tác, chia sẻ, tham gia nhóm và v.v. Ở đây mặc định sẽ cho random các kịch bản cho các tài khoản. Giờ để chạy nuôi các tài khoản, các bạn chọn tài khoản bất kỳ, ấn chuột phải cho tất cả. Sau đó ấn chạy tương tác để bắt đầu chạy. Sẽ có 12 tài khoản được chạy cùng lúc. Lúc này 2MyApp cũng tự động tạo các profile tương tự theo thông tin tài khoản. Các bạn yên tâm là mọi thông số máy trên từng profile đều khác nhau và độc nhất. Những tài khoản nào sai mật khẩu hoặc bị lỗi nào đó, trình duyệt tương ứng sẽ tự động tắt đi và tài khoản mới sẽ được bật lên nuôi tiếp. Lỗi sẽ được thông báo tại màn hình chính, các bạn có thể ra đó để kiểm tra. Những tài khoản màu đỏ là những tài khoản bị lỗi. Để cấu hình proxy cho các tài khoản, các bạn chọn các tài khoản muốn nhập proxy, ấn nhập proxy rồi gắn các proxy tương ứng vào đây, mỗi proxy một dòng. Các proxy sẽ được gắn vào các tài khoản lần lượt hoặc ngẫu nhiên tùy bạn chọn. Thông tin mỗi proxy bao gồm trường IP, port, username, password. Ấn lưu để tiếp tục hoặc đóng nếu các bạn không thay đổi gì. Bây giờ các bạn có thể kiểm tra các trình duyệt tại 2MyApp xem đã chuẩn chưa. Bật một vài profile để kiểm tra. Những profile có tài khoản Facebook chưa đăng nhập được, tức là đã bị lỗi ngay từ bước đăng nhập như sai mật khẩu. Những profile đã được nuôi sẽ hiển thị thông tin trên trình duyệt. Như vậy các bạn đã xem xong hướng dẫn sử dụng tool nuôi Facebook cùng 2MyApp. Mọi thông tin cần hỗ trợ các bạn vui lòng liên hệ với đội ngũ support của chúng tôi qua Telegram, Facebook và Skype. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng sử dụng 2MyApp. Chúc các bạn thành công!